Xin chào các bạn. Ngày hôm nay Meta xin hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt thông số cũng như là cách đo đường huyết với máy đo đường huyết Fakhe FCG168. Bộ sản phẩm bao gồm một máy đo này, một hộp que thử, một bút lấy máu, kim chích máu, hai pin 2A, kèm theo đó là hướng dẫn sử dụng nhanh, bảng chuyển đổi lượng đường trong máu, phiếu bảo hành và một số giấy tờ khác. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu qua về chiếc bút chích máu. Bút chích máu này thì có tác dụng lấy máu ở đầu ngón tay. Các bạn tháo ra như thế này. Để lấy máu thì bạn lắp kim lấy máu vào đầu bút. Đậy nắp bút lại. Bạn để ý là có 5 vạch. Và 5 vạch này thì giúp bạn lựa chọn lấy máu theo độ da mỏng ở tay. Nếu như mà da dày thì chọn mức cao nhất. Da tay thường thì chúng ta chọn ở mức 3 là được. Thao tác lấy máu thì chúng ta kéo cò, đặt vào đầu ngón tay và bấm nút như thế này là được. Máy thì đi kèm sẵn 10 kim lấy máu. Kim lấy máu thì có thể sử dụng nhiều lần, mỗi một người dùng một kim và nên đánh dấu riêng của người đó. Máy dùng 2 pin 2A rất dễ dàng thay thế. Quay thử đường huyết thì khi nào đo chúng ta mới tiến hành mở nắp. Và đây là sản phẩm chính của chúng ta, máy đo đường huyết. Bạn lắp pin vào trước, lưu ý là chúng ta phải lắp đúng cực nhé. Hướng dẫn cài đặt chiếc máy đo đường huyết này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cài đặt ngày giờ và thông số của máy. Đầu tiên thì các bạn mở nắp pin lên. Ở đây có nút set. Nút set này thì dùng trong thiết lập. Tiến hành cài đặt và các bạn nhấn nút set. Màn hình nhấp nháy thông số cài đặt thời gian. Ban đầu là 5. Các bạn dùng phím nguồn trên máy để tiến hành lựa chọn thông số. Ví dụ ở đây thì cài đặt năm 2021. Thì nhấn chọn 21, sau đó nhấn set để xác nhận. Màn hình sẽ tiếp tục nhấp nháy và chúng ta cài đặt tháng. Các bạn ấn phím nguồn cho tới tháng mong muốn, đúng với hiện tại, rồi nhấn set để xác nhận. Màn hình sẽ tiếp tục nhấp nháy và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt ngày. Chọn ngày hiện tại, nhấn nút set để xác nhận. Tiếp theo thì màn hình nhấp nháy cài đặt thời gian. Bạn có thể chọn chế độ hiển thị 24 giờ hoặc là 12 giờ. Mình thì chọn chế độ hiển thị 24 giờ. Sau đó nhấn set để xác nhận. Màn hình nhấp nháy cài đặt giờ. Mình chọn theo giờ hiện tại là 10 giờ. Nhấn set để xác nhận. Tiếp tục cài đặt phút. Nhấn set để xác nhận. Tiếp theo thì màn hình nhấp nháy để chọn đơn vị đo. Có hai đơn vị đo đó là millimol trên decilit và milligram trên decilit. Mình chọn đơn vị là millimol trên decilit. Các bạn nhấn set để xác nhận. Màn hình nhấp nháy cài đặt bật âm báo hay là không thì mình để mặc định. Nhấn set để xác nhận. Màn hình nhấp nháy cài đặt xóa kết quả hay không
Nếu như các bạn chọn no tức là không xóa, còn chọn yes tức là xóa và không lưu vào bộ nhớ. Màn hình nhấp nháy bật hẹn giờ nhắc đo đường huyết. Nếu như mà không cần thì chúng ta chọn off rồi nhấn set thôi. Nếu muốn hẹn giờ thì các bạn nhấn nút nguồn để chọn on rồi nhấn set để xác nhận. Lúc này thì màn hình sẽ nhấp nháy để cài giờ. Ví dụ như mình cài 6 giờ sáng, sau đó nhấn set để xác nhận thì màn hình sẽ hiển thị tiếp 3 lần cài đặt hẹn giờ khác nữa. Các bạn có thể cài đặt tiếp hoặc là bỏ qua. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong. Hướng dẫn đo đường huyết. Trước khi đo thì bạn nên vệ sinh tay sạch sẽ bằng dung dịch cồn hoặc nước rửa tay. Dùng bông vệ sinh để sát khuẩn đầu kim lấy máu. Bước 1. Các bạn lắp kim lấy máu vào bút chích máu. Chọn mức chích máu. Mình thì chọn mức 3. Bước 2. Lấy một que thử ra và cắm vào đầu máy đo. Lúc này thì màn hình sẽ hiển thị 3 chế độ đo là trước ăn, sau ăn và ngẫu nhiên. Mình chọn chế độ đo trước ăn. Bước 3. Lấy bút chích máu tiến hành chích máu ở đầu ngón tay trỏ. Bước 4. Đưa đầu ngón tay có máu vào đầu que thử. Que thử sẽ tự hút một lượng máu vừa đủ và hiển thị ngay kết quả trên màn hình. Các bạn để ý, kết quả của mình là 97mg trên decilit, tương đương với 5,3mmol trên lít và có biểu tượng mặt cười. Như vậy là kết quả của mình ở mức bình thường. Hướng dẫn kết nối Bluetooth với điện thoại qua app. Bạn vào app tải ứng dụng Farcare, sau đó cài đặt. Cài đặt xong thì bạn tiến hành đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký tài khoản xong, bạn điền thêm một số thông tin cá nhân. Bật máy đo đường huyết. Ở trên app thì kích vào nút dấu cộng để tìm và ghép nối với thiết bị. Sau khi đã ghép nối thành công, bạn sẽ thấy kết quả đo được update vào ngay ứng dụng. Như vậy là mình đã giới thiệu đến các bạn chiếc máy đo đường huyết Farcare và hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cũng như là sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.